tóm tắt đơn giản cho mọi người một câu nhanh để mọi người vào việc luôn nhá. Thuốc trị mụn này mọi người mua về dùng không ok hay là không đỡ mụn hoặc không hết mụn hoàn tiền. Đéo nói nhiều. Ok, không trình bày nhiều. Và thuốc trị mụn như này nó rất là đơn giản thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ mọi người cho nước lã hoặc là sữa rửa mặt ấy, mọi người rửa sạch khe mặt mình đi. Xong bắt đầu để cho tầm 10 phút nó khô, mọi người bôi bỏ cái này ra này. Nhỏ nhỏ như kiểu nhỏ nhỏ lên mặt đấy, cứ kiểu nhỏ nhỏ lên mặt đấy, cứ kiểu nhỏ nhỏ này này. Chấm 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 ấy. Mọi người bôi càng mỏng càng tốt. Đừng bôi dày. Bôi dày là thuốc nó bị nó nhiều quá, nó bí, nó kiểu bị rau bí ấy, mọi người biết rau bí không? Là nó bí mẹ lại, là cái khí nó đéo thoát ra được. Đấy là nó bị lặng. Mua hai áo em lấy quần được không? Được luôn em ơi. Hôm nay nhá, mọi người mà ví dụ mua hai cái áo 199.000 một cái ấy, thì mọi người có quyền chọn thêm một áo tại cửa hàng giá cũng 199.000. Thoải mái luôn. Mọi người có thị trâm bọng không? Có thuốc trị thâm bọng không bạn? Bọng mình thâm quá mấy em cứ chê. Bạn ơi, nếu mà bạn bị thâm bọng thì mình nghĩ là bạn lên đi học yoga và bạn tự cúi xuống bạn thổi cho bạn. Tự bạn là lè cái lưỡi của bạn vào những cái đốm mà bị thâm bị đen ấy, bạn quét vào đấy thì mình nghĩ là cái lưỡi của bạn làm việc giúp bạn ok đấy. Thì bọng bạn sẽ được trắng và mịn hơn. Bạn nhá, bạn đi học yoga ấy, nhưng nhớ phải mặc quần ngắn đến bẹn thôi, mặc quần hồng nhá bạn nhá. Luyện này, tự mình cúi mình trắng như mình luôn. Mình đỡ phải mua kem mua trước, mình cho tốn tiền ra. Bình thường thì mình bán cái thuốc này là 370.000 Minh Tuấn ạ. Nhưng mà hôm nay thì 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tất cả các bạn mà mua trên cái livestream này, mọi người cần comment cho mình là S1 dấu cách số điện thoại, giá còn 299.000 thôi. Và tí nữa là chuẩn bị áo thì mình sẽ là mua 2 tặng 1. Và có thể nếu các bạn mà mua hai cái áo mà các cái áo khác mà các bạn muốn lấy, muốn để tặng ấy, nó hết size rồi. Thì các bạn có thể chuyển sang kính. Nhá. Chị Thâm là thật ra chị Thâm khó lắm. Cái thuốc này của mình chỉ là chị mụn thôi. Đẩy hết tất cả các mụn lên. Không em ơi, mua mụn không có mua 1 tặng 1 đâu, mà là chỉ có giảm giá thôi. 370.000 thì còn 299.000 thôi. Anh vừa đi du lịch về. Bạn nào mà mua tăng cân giảm cân thì inbox hộ mình cho link Duy Đặng Hải nhá. Link chính của mình Duy Đặng Long 800.000 follow bị khâu mõm rồi. Khâu mật được 26 ngày rồi. Post clip lên bị chọc phát vào bờ dòm. Hẹo luôn. Đi luôn. Có áo bạn, có áo Hưng Sari ơi, mà hôm nay là mua 2 tặng 1. Nhắc lại là mua 2 tặng 1. Có nghĩa là cái áo tặng mọi người ấy, là cái áo ngẫu nhiên tại cửa hàng vẫn còn size, vẫn còn số, chứ không phải là áo để dí cho mọi người đâu. Nên mọi người không phải lo cái vấn đề đấy nhá. Áo anh mặc có bán không anh? Áo này là MLB 2021 có bán em ạ, cũng chỉ 199.000 thôi. Nhưng mà tôi khuyên các con vợ hôm nay hãy mua cho mình hai chiếc áo để được tặng thêm cho mình một chiếc áo nữa. Đừng ai mua một cái, mua một cái là phí ra. Cố thêm vào. Vân ơi đừng comment. Không, ngày mai có người gọi điện đến đừng có kêu. 93. S1 dấu cách số điện thoại 299.000. Em tưởng mua 1 tặng 2. Ui thế thì anh chưa phải là phó em ạ. Anh không có nhiều tiền đến đấy đâu. Ông Trần Văn Binh đây, tôi đang bán thuốc trị mụn, tôi chơi mini game đâu mà ông đi comment 80-81 làm gì? Có sai người 85 cân không em ơi? Rất là nhiều luôn. Hôm nay đã bảo rồi, mua 2 tặng 1. Nếu quà các bạn không nhận thì các bạn có thể nhận kính. Đây kính đây. Quà tặng của các bạn hôm nay sẽ là, nếu mà các bạn không lấy quà, lấy áo quà thì các bạn sẽ được tặng kính này nhá. Đây. Đấy đầy đủ luôn. Em mua 4 cái thì em sẽ được tặng thành 6 cái. Tặng thêm 2 cái nữa thành 6 cái. Còn đây là thuốc trị mụn. À nhờ, hôm nay còn bán cả tai nghe nhờ. Lấy cho anh cái tai nghe đây. Tai nghe thì hôm nay mình sẽ sale nhá, chứ mình không mua 1 tặng 1 tai nghe đâu nhá. Vẫn lột mua 1 tặng 1 tai nghe thì vỡ mồm luôn. Anh dùng thử phát xem nào. Em ơi, ngày xưa anh dùng cái lọ là anh dùng phải 5-7 lọ cơ. Anh dùng nhiều lắm. Chẳng qua là mỗi lần bôi anh không muốn bót lên nhiều thôi. Bót lên nó tự bọn lên nó không hay, tưởng mình kiểu chăm sóc kỹ quá thành bê. Hôm nay sẽ là mua 2 tặng 1 nhá. Còn thuốc trị mụn đây này, nói nhanh ngắn gọn này, không đỡ mụn, không hết mụn, không sạch.
hoàn tiền. Mua 4 có tặng 2 không anh? Có luôn em ơi. À, với điều kiện nhá mọi người, hôm nay mình đã tặng quà cho mọi người là nó rất là ok rồi. Mua 2 bộ có được tặng 1 bộ Adidas không? Không không em ơi, bộ thì hôm nay là không tặng đâu. Bộ anh còn chưa biết giá nào cơ. Thế cho nên là mọi người cứ mua thuốc trị mụn đi, 299.000, mình sẽ để cho các bạn 2 phút nữa để các bạn chốt nhá. Đây thì chuẩn bị anh có bán giày 46 không? Ngày xưa thì anh có bán 45, bây 46 thì không có rồi. Thuốc trị mụn nói nhanh này, thuốc trị mụn dùng không đỡ, không tốt da, ví dụ các bạn gái dùng mà không căng bóng này, không hồng hào này, không đỡ mụn này, hoàn tiền. Không nói nhiều, nhanh lên. Có bán áo bạn ơi. Hôm nay là thương người quân tử là bạn nhá, mua 2 tặng 1. Đấy. Lọ này dùng lọ này mà bật lắp ra bạn dùng khoảng 1 năm đến 2 năm bạn ạ. Dùng được 1 năm ấy. Nhưng mà bình thường mình bôi, nếu mà ngày nào mình bôi phải tầm 1 tháng đến tháng 1 tháng 10 ngày là hết rồi. Đấy, thuốc trị mụn đây. Nào nhanh lên mọi người, nhanh lên nào. Ai mua thuốc trị mụn comment cho mình là S1 dấu cách số điện thoại. Nhưng mà ví dụ các ông trị mụn nha, các ông phải làm đúng cách đấy. Ông trị mụn là ông phải là không ăn chua cay này, không ăn đồ nóng này, ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước này, không được uống rượu chè này, không đi bay này. Bây giờ mua thuốc trị mụn của tôi về trong tối ông lại đóng một viên kẹo hình tròn lại 500.000, ui rồi ôi, việc kháng sinh đấy, hôm sau người ông nóng rán lên thì mụn thuốc lao mà trị được mụn rồng, đúng không? Ăn đồ mát. Dạo này lói phét hơi nhiều. Biết là lói phét rồi thì vào đây nghe cái thằng lói phét làm cái gì. Ra ngoài đi, ra live stream khác mà xem thằng lói phét làm gì. Nào, S1 dấu cách số điện thoại 299.000. Phập đê. Rồi nhá. Ok, Nguyễn Hợp 2 lọ ok anh nhá. Ok này. Xong rồi. Bây giờ các bạn nào cứ mua thuốc trị mụn thì comment cho mình là S1 dấu cách số điện thoại đi. Ngày nào em cũng bôi vào 1 tháng chết 2 lọ đấy, em bôi sai rồi. Em bôi mỏng thôi, em bôi dày thì nó không tốt đâu.